bạn, mình là Ngô Thùy Thương. Hiện nay mình là giảng viên đàn tranh tại Trung tâm Nghệ thuật Adam. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một loại nhạc cụ truyền thống của Việt Nam, đó là đàn tranh. Cây đàn tranh thì đã được ra đời tại Việt Nam rất là lâu, thường được sử dụng và chơi trong dàn nhạc dân tộc Việt Nam. Và vị trí của cây đàn tranh trong dàn nhạc đó là bè đệm. Đàn tranh thì có rất là nhiều loại, có loại 16 dây, 19 dây và 21 dây. Thông thường thì chúng ta thường sử dụng loại đàn 19 dây. Đàn tranh thì thường được sử dụng để chơi những tác phẩm của các nhạc sĩ trong nước và ngoài nước, hay thậm chí có thể dùng cây đàn tranh Việt Nam để chơi những bản nhạc Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Hiện nay thì đàn tranh còn được biết đến trên các trang mạng YouTube hay là những trang mạng khác, thường được các bạn cover lại bằng những ca khúc nhạc trẻ hay là những ca khúc nhạc trữ tình. Nếu như các bạn muốn hiểu sâu hơn và biết nhiều hơn về loại đàn tranh này thì có thể đến với Trung tâm Nghệ thuật Adam. Các bạn có thể đến 151 Hào Nam hay 290 Kim Mã để đăng ký và theo học bộ môn. Mình sẽ rất vui khi được gặp lại các bạn và cùng các bạn chia sẻ và học hỏi về bộ môn đàn tranh tại Trung tâm Nghệ thuật Adam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.